Chào mừng cả nhà đến với kênh Hoa Sứ Lê Gia. Hôm nay em giới thiệu cả nhà mình một số cây sứ ghép có, sứ zin có luôn ha. Em xin chia sẻ thêm là em có cung cấp mặt hàng phân thốt để mình chăm sóc cho vườn kiển nhà mình. Một combo của mình là 8 món, trong đó là mình có hũ kích ra rễ, nảy chờ ra lá, kích ra hoa, dưỡng hoa lâu tàn, một lọ là ngừa đen nụ hoa sứ, với một gói tháng thư, rồi một gói sâu nhện đỏ, một túi phân hữu cơ, một combo là 8 món 200 ngàn ha. Và trang trại bên em có giới thiệu thêm nguồn phân hữu cơ là phân dơ á. Phân này là do trang trại mình nuôi và cung cấp ra thị trường. Phân này mình bón được cho tất cả các loại cây trồng luôn. Đối với cây ăn trái nè, cây có muối và rau màu, hoa kiển. Với hoa kiển của mình thì nó giúp cây có vàng lá xanh, nụ hoa to, màu sắc chuẩn á. Anh chị em nào có nhu cầu xài thì cứ alo bên mình ha. Mình cung cấp phân sỉ và lẻ luôn. Rồi, em quay trở lại em bán cây sứ á. Mình có cây số 1 ghép 2 giống Khải Ca và Kim Anh. Cây mình được ghép 6 bo, củ nó tầm bằng tay mình, xếp lại 80 ngàn. Cây vô chậu chính nha, chính nhỏ. Số 2 là cây Quyết Thắng ghép 8 bo, củ vô chậu C10 nè. Cái cây này em chọn em cắt giống rồi, cắt lấy giống rồi, nay nó bung tựa lên lại nè. Rồi, cây này là 120 ngàn chậu C10 nha. Số 3, ghép 2 giống Ra Phát và Phúc Tấn. Cây 5 bo, 80 ngàn. Số 4, Rồng Đen và Jun Han. Màu đỏ với màu vàng, cây 10 bo, củ dơ chậu C10, 150. Số 5, Kim Anh Hạnh Phúc 2 giống, màu vàng cam với lại màu trắng sọc. Cây 6 bo, vô chậu C10. Cái lá hai bên đây là dạng đây lá hạnh phúc nha. Cái màu lá của nó như thế này, nó bông 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 tím á. Mới nhìn vô cái lá nó nhìn không được đẹp. Rồi, cây 6 bo giá 150. Rồi. Số 6, Tấn Hỷ. Tấn Hỷ 4 bo, 80 ngàn. Vô chậu C9 nè. Đây, cây Tấn Hỷ. Cây này em cũng cắt giống là nó bung tựa lên lại, nhìn xum xuê luôn. Số 7, Nguyễn Tâm Ba, 5 bo, tự dài một gang tay luôn, 140 ngàn. Số 8, Quỳnh Chi, ghép 7 bo, 140. Số 9, giống là Leclis, ghép 7 bo, 120 ngàn. Củ tầm bằng tay em xè ra ha. Số 10, Chim Én 3 bo, củ tầm bằng tay mình xếp lại, 80 ngàn. Số 11, Minh Thi 12, giống này là màu vàng cam, cánh viền, có hương thơm nhẹ. Cây ghép 8 bo, vô chậu C10. Chậu C10 là có hoành củ của mình là từ 50 cho đến 60, có củ hơn nữa. Giá 150 ngàn nha, Minh Thi 12. Rồi em tiếp cây 12. Là giống hồng ngọc, có hoa nó mới vừa hé ra luôn. Hồng ngọc này nha. Cây mình đang vô nụ. Cây ghép 8 bo, 150 ngàn. 13, Vinh Hoa, ghép 7 bo, 150, chậu C10. Củ này cái dạng dáng nó lai lai dáng nằm. 14, ghép 2 màu. Cái dạng bên đây mình thấy màu hồng là của Vân Huế Nam nha. Còn bên đây là màu tím than, hoa kép. Cây ghép 8 bo, củ này về mình tỉa rễ cám này ra, nó lộ ra cái bộ củ mình rất là đẹp luôn. 150 ngàn. Số 15, Quýt Lúc Nguyệt Cát. Cái Nguyệt Cát là có hương thơm nhẹ. Cây ghép 7 bo, 150. Củ cơ bắp. 16, Hạnh Phúc 6 bo, 150, chậu C10. 17, Tỏa Dương. Tỏa Dương là có hương thơm. Cây 6 bo, 150. 18, Vân Huế 7, hai lớp màu hồng nè. Cái giống này hoa cực kỳ rộ, 140 ngàn, ghép 6 bo. 19, Ngọc Khuê, hoa màu vàng, có đốm đỏ. Cây 10 bo, củ của mình vô là cứng chậu C10 luôn, là 150 ngàn.
20 là một cây sứ duyên nha. Tên nó là kỳ duyên. Rồi cây này nó em quên đo nó rồi. Quên đo cái gốc nó. Cái tàn của nó ngang qua là em đã thử là 4 gang tay mình đó nha. Kỳ duyên đây là sứ duyên. Nó có củ thế nè. Cây của mình là ở trong chậu nhựa nha. Chậu 10, chậu này là vô chậu 11. Củ nó vô muốn chặt cái chậu nè. Bên đây cái củ nó nè. Còn đây em chèn vô hai ngón tay. Bên đây cũng thế. Củ đem cũng chèn hai ngón tay nữa là vô chặt chậu luôn. Cái củ này về mình cơi nó cao lên xíu á, nó khoe cái bộ củ mình nhìn có đẹp hơn nè. Tại này bên em là còn chôn sâu để mình nuôi củ ha. Rồi, cây kỳ duyên số 20 này là giá 400 ngàn. 21 là hiệp thành. Hiệp thành ghép 10 bo 150 ngàn. 22 đại hồng bích. Hey, cây mới vô nụ thôi. Cây 6 bo 140. Củ mình vô chậu 10 là nó cứng chậu này nha. 23 là cam thảo. Cam thảo là màu vàng. Lớp bìa nó có màu tím á. Giống này là hương thơm đậm luôn. Ghép 4 bo 101. Củ quái nha. Hey, cái bộ rễ của nó nè. Rồi 24 red tea màu vàng. Có hương thơm. 7 bo 150. 25 tuyệt đỉnh, giống này thì có hương thơm đậm nữa này nha. Nền trắng, có viền hồng, giống tuyệt đỉnh. Cây ghép 7 bo 150 ngàn. Cái củ này phần dưới nó bè ra to lắm ạ, muốn chặt chậu luôn, phần trên nó bị thon lại. 26 ghép 2 giống 2 màu nè. Kim lân màu đỏ trắng và Vĩnh Lộc 16 là màu trắng. Cây mình ghép 9 bo 150 ngàn. Rồi hôm nay em giới thiệu cả nhà mình là 20 mấy cây quên mất mẹ rồi. 26 cây. Giới thiệu cả nhà mình là 26 cây nha. Cái giá cây em nói trên là giá em bán thôi. Còn cái phí ship là do người mua mình chi trả ha cô chú và anh chị. Và cách thức giao hàng của bên em á, là nếu mình ở gần nhà xe Tô Châu, cây em sẽ để nguyên chậu gửi xe Tô Châu cho mình. Và hãy mình đi Tô Châu thì khi đến nơi nó sẽ báo cho mình ra trạm nhận cây ha. Còn hãy ở xa nữa thì kem sẽ vũ đất đóng thùng mình đi bưu điện. Đi bưu điện thì nhân viên bưu điện nó sẽ giao tận nhà cho mình luôn. Rồi em cảm ơn cả nhà đã ủng hộ và em xin cảm ơn rất là nhiều.